Cúc. Xe làm sao thế em? Khổ thân quá. Chào quản đốc, xe tôi bị xịt lốp ạ. Ui dồi ôi, mà sao bây giờ vẫn có người dùng cái xe đạp lọc cọc này nhỉ? Hay là để anh mua cho em cái xe đạp điện nhá. Cảm ơn anh, tôi không có thói quen dùng đồ của người khác, nhất là của những người không liên quan ạ. Sao lại không liên quan nhỉ? Anh em là cùng phân xưởng với nhau, quá liên quan đi. Em đừng có khách sáo như thế. Thôi tí nữa quẳng ra ngoài cho thợ nó sửa nhá. Lên xe anh đeo về nhá. Cảm ơn anh, tôi sẽ tự về. Ôi kìa, thế làm gì mà anh ấy đang ở phân xưởng đấy. Anh khốn á. Anh Cúc bỏ ra. Anh Đức, tại sao ông dám giảm sợ Cúc giết anh Tiên Bạch Nhật ha? Anh Đức bỏ tôi ra. Tôi xem mày, mày vừa đánh tao nhé. Mày chết rồi con ạ. Mày cứ nhớ mặt tao đấy. Anh Đức, tại sao anh cứ đi theo tôi, can thiệp vào cuộc sống của tôi thế? Nhưng tôi không thể để hắn sàm sỡ Cúc, chèn ép Cúc mãi được. Anh có biết là anh đánh quản đốc, anh sẽ bị xử lý như thế nào không? Tôi chấp nhận hết, miễn là Cúc được an toàn. Cúc! Kìa! Cúc để tôi đưa Cúc về. Cúc về một mình tôi không yên tâm. Tôi không cần. Hôm nay ở bãi gửi xe, lão sàm sỡ chị. Anh Đức thấy thế, lao vào đấm lão ấy. Thật á? Lão này đốn mặt thật đấy. Cái vấn đề bây giờ là lão bị đấm, liệu lão có để yên cho anh Đức không? Nhưng nhìn chị như thế thì ai mà chịu được? Phải em à, em tát cho lão này vài phát. Này, nếu anh Đức vì chị mà bị đuổi việc thì chị áy náy lắm. Này, sao chị không nhận anh Đức là người yêu luôn đi? Chị đang nói nghiêm túc đấy. Em có đùa đâu, em đang nói thật mà. Đây nhá, chỉ yêu thì mới có quyền ghen, mà ghen ý thì có quyền đánh kẻ mà đã sàm sỡ người yêu mình. Vậy là quá hợp tình hợp lý, đúng không? Này, chị không phải thông minh không, mà là khổng minh. Trong đơn, chúng ta sẽ nhận là người yêu của nhau. Chỉ có như vậy, xét về tình lẫn lý thì mới có thể giảm bớt được sự nghiêm trọng của sự việc. Cúc vừa mới nói là chúng mình yêu nhau á. Trong đơn trình bày của cô Cúc, cậu đã có hành vi quấy rối cô ấy nên cậu Đức mới làm như vậy. Tôi thấy chả có liên quan gì cả. Cậu ta là người yêu của cô Cúc, cậu ta có quyền ghen chứ. Yêu á? Yêu không nào? Anh có nhầm đấy. Chính cô Cúc đã xác nhận với tôi chuyện này. Không thể có cái chuyện ấy được. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao lại không thể? Vì cái thằng Đức ấy là một cái thằng mà tay to hơn não. Làm sao mà xứng với Cúc yểu điệu thục nữ mà lại xinh đẹp như thế được? Chính cô Cúc cũng không muốn làm to chuyện, mà muốn hai bên tự dàn xếp. Dàn xếp là dàn xếp thế nào? Anh nhìn mặt tôi này, hả? Mặt như thế này mà bây giờ bắt tôi lờ đi là thế nào? Thì tôi còn mặt mũi nào để nhìn anh em công nhân nữa? Anh là trưởng phòng tổ chức nhá. Anh phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cụ thể là tôi đây này. Chính vì muốn bảo vệ cậu nên tôi mới khuyên cậu như vậy. Còn bây giờ nếu mà dùng hình thức kỷ luật với cậu Đức thì đồng thời cũng phải làm rõ chuyện quấy rối của cậu. Mà tôi e rằng nhá, đến lúc đấy không phải là chỉ mình cô Cúc tố cáo cậu đâu. Như thế này là thế nào ạ? Thì chuyển từ ca sáng xuống ca đêm, quyết định ghi rõ rồi mà em. Nhưng mà em quen làm cả ngày rồi. Cậu đánh quản đốc phân xưởng, xử như thế là quá nương tay rồi còn gì nữa. Nhưng mà hắn sàm sỡ Cúc ạ. Ai làm chứng? Ai làm chứng việc đấy? Những cái vết thương ở trên mặt ông Lý thì rõ ràng em là tác giả rồi còn gì nữa. Thôi chấp nhận đi, người ta xử như thế là nhẹ nhàng lắm rồi.